Xin mến chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh. Địa bàn đến Zalo hôm nay là quận Bình Thủy của thành phố Cần Thơ với những cái format Zalo. Xin mời. Rồi, chào Hiền ơi. Rồi, anh chào anh và anh quay. Xin Rồi, giới chào tất thiệu. cả các cô chú anh chị đằng xa ha. Rồi. Xin cảm ơn tất cả các cô chú anh chị đã ủng hộ cho em Nhân nhiều quá. Rồi. Rồi, hôm nay em Nhân có về là 26 phô mai, xin được giao lưu cùng các cô chú anh chị ạ. Rồi, ok. Rồi. Vàng hết hay là giảo em ơi? Dạ, giảo có, thường có anh ơi. Vậy là đa chủng loại rồi, cho anh xin tròn vòng luôn, tròn vòng luôn. Như là cây me tàng này là bông nó từ 7 tới cho tới 12 cánh nha. Rồi, 7 tới 12 cánh luôn mấy anh ơi. Rồi, em cho thông số luôn. Rồi, nhiêu lớn lên nha. Hoành thân là được 23 luôn. Rồi, ok. Cao là 1,3 m. Cao 1,3 m mấy anh ơi. Rồi, giá luôn. Rồi mã số 1 có giá là 1 triệu 500 ngàn luôn. Rồi, ok, đổi luôn mấy anh ơi, đổi luôn. Rồi, số 2 lên. Số 2 lên. Số 2. Rồi, cho anh xin tròn vòng số 2 luôn. Em này là mã số 2 mấy anh ơi. Rồi, em cho thông số của em này luôn. Nhiêu đây ạ? Hoành thân là được 21 ạ. Rồi, 21. Rồi. Cao cũng 1,3 m luôn. Cao 1,3 m luôn. Mã số 2 thì có giá là 1 triệu 200 ngàn luôn. 1 triệu 200 ngàn luôn mấy anh ơi. Rồi, đổi luôn. Rồi, tiếp theo số 3. Rồi, em này là số 3. Số 3 là Ford Mini luôn. Rồi, xin tròn vòng luôn. Rồi, cho thông số em luôn, số 3. Hoành thân là được 17 luôn. Rồi, 17 mấy anh ơi. Rồi, cao luôn. Cao là được 42. Rồi, cảm ơn. Mã số 3 này có giá là 600 ngàn luôn. Em này là 600, rồi đổi luôn. Rồi, tiếp theo, số 4. Em này là số 4 mấy anh ơi. Rồi, xin tròn vòng luôn. Số 4. Rồi, cho thông số luôn em ơi. Bình thăng 17 luôn. Rồi, 17 luôn. Cao được 30. 30 mấy anh ơi. Mã số 4 có giá là 400 ngàn luôn. Em này là 400 ngàn luôn. Rồi, ok, đổi luôn. Rồi, số 5. Em này là số 5. Rồi, xin tròn vòng luôn em ơi. Tròn vòng số 5 luôn, số 5 luôn. Rồi, thông số của số 5 luôn em ơi. Lớn lên. Hoành thân của mã số 5 là được 25 luôn. Rồi, 25 mấy anh ơi, cao luôn. Cao là được 96 luôn. Rồi, cảm ơn. Giá Mã luôn. số 5 này có giá là 2 triệu 500 ngàn luôn. Rồi, ok, đổi luôn, đổi luôn. Rồi, tiếp theo. Em này là Số 6. số 6. Mã số 6 mấy anh ơi, số 6. Xin tròn vòng luôn, số 6 luôn.
Rồi cho thông số số 6 em ơi. Phần thân là được 24 à. Rồi ok, cao luôn. Cao được 59 luôn. 59 luôn mấy anh ơi. Rồi, xoay luôn. Mã số 6 này có giá là 2.500.000 luôn. Rồi ok, đổi luôn mấy anh ơi, đổi luôn, tiếp theo. Tiếp theo. Số này là số 7. Mã số 7. Số 7 mấy anh ơi. Số 7, số 7. Rồi cho anh xin thông số của số 7 luôn em ơi. Vành thăng của số 7 là được 20 luôn. Rồi ok. Cao luôn. Cao là được 68 luôn. Rồi. Mã số 7 này có giá là 2.200.000 luôn. Rồi ok, đổi luôn mấy anh ơi, đổi luôn. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là số 8. Số 8. Rồi bông mấy cánh em ơi? Bông này từ 7 cho tới 9 cánh nha. Rồi 7 tới 9 cánh mấy anh ơi. Từ 7 tới 9 cánh. Chương trình là bao ship miễn phí luôn mấy anh ơi. Nói chung là từ 5 tới cho tới 9 cánh đó cô chú ơi. Rồi, nó okay. Lộn xộn chứ không có điều hết được. Nói chung là cũng tùy cái kỹ thuật chăm sóc nữa. Yeah. Rồi ok, cho thông số luôn em ơi. Hoành thăng là được 24 luôn. Rồi 24 luôn. Rồi cao. Cao được 1m15. Rồi cảm ơn nhiều. Rồi mã số 8 này có giá là 2.200.000 luôn. Rồi ok, cảm ơn, đổi luôn. Rồi tiếp theo. Tiếp theo mấy anh ơi. Theo là mã số 9 luôn. Em này là số 9. Xin nhắc lại với các anh là số 9. Số 9 nha mấy anh ơi. Rồi xin thông số của em này luôn. Rồi nhiêu lớn lên. Hoành thăng của số 9 là được 21 luôn. Rồi cảm ơn. Rồi chiều cao. Cao là được 1m chẳng luôn. Rồi ok luôn. Mã số 9 thì có giá là 2.700.000 luôn. 2.7 mấy anh ơi. Rồi đổi luôn. Rồi tiếp theo. Số 10. Em này là số 10 mấy anh ơi. Số 10. Số 10, số 10. Rồi cho thông số em ơi. Rồi lớn lên. Hoành thăng là được 23 luôn. Rồi. Cao được 36. Rồi ok. Mã số 10 thì có giá là 500.000 luôn. Rồi 500 mấy anh ơi, 500. Rồi đổi luôn. Rồi tiếp theo 11. Mã số 11. Rồi phôi mai vàng miền Tây luôn ha. Em này là mã số 11 mấy anh ơi. 11. Rồi đế cộng đế lớn lớn luôn mấy anh ơi. Rồi cho thông số em này luôn. Hoành thăng là được 31 luôn. Rồi 31 mấy anh ơi, cao luôn. Cao là được 98 luôn. Rồi ok. Mã số 11 này có giá là 2.400.000 luôn. Rồi ok, đổi luôn mấy anh ơi. 12 lên. Mã số 12. 12 mấy anh ơi. 12. Xin tròn vòng luôn, tròn vòng luôn. 12. Rồi cho thông số luôn.
Hoành thăng là được 23 luôn. Rồi ok. Cao luôn. Cao được 45. Rồi ok. Mã số 12 này có giá là 500 ngàn luôn. 500 mấy nơi đổi luôn. Rồi. Rồi tiếp theo. Em này là 13 mấy nơi. 13. Tròn vòng luôn. Mình vẫn bao phí ship hay sao em ơi? Dạ, bao ship toàn quốc luôn. Vậy là bao phí ship toàn quốc luôn mấy anh ơi. Rồi, cho xin thông số em này luôn. Vành thăng là được 22 luôn. Rồi, 22, cao luôn em ơi. Cao là được 89 luôn. Rồi 89. Ok. Tròn vòng luôn. Mã số 13 này có giá là 2.300.000 luôn. Rồi ok, đổi mấy anh ơi. Rồi đổi. Tiếp theo. Em này là 14 mấy anh ơi. 14, lùng lực luôn. Lùng lực. Giá hữu nghị dễ chơi mấy anh ơi. Rồi cho thông số em ơi. Này có dáng như hình người mẹ hoặc người ba cõng con ha cô chú. Nhìn rất là đẹp. Rồi 16 hoành thăng. Rồi 16. Ok. Cao là 23 luôn. 23 luôn. Rồi. Mã số 14 này có giá là 600.000 luôn. Rồi đổi luôn mấy anh ơi. Tiếp theo. 15. Em này là 15 mấy anh ơi, mã số 15. 15. Chương trình là phí ship miễn phí mấy anh ơi. Toàn quốc luôn em. Toàn quốc luôn. Rồi, toàn quốc luôn, mình cho thông số luôn. Nhiều lớn á. Vành thăng là được 22 luôn. Rồi, 22. Cao em ơi. Cao được 50 luôn. Cao 50. Rồi. Mã số 15 này có giá là 1.900.000 luôn. Rồi, em này là 1.900.000, đổi luôn mấy anh ơi. Tiếp theo 16. Em này là 16. Mã số 16 mấy anh ơi. Rồi, đo luôn em ơi. Vành thăng là được 20 luôn. Rồi, ok, cao luôn. Cao là 47 luôn. Rồi. Mã số 16 này có giá là 300 ngàn luôn. 300 mấy anh ơi, đổi luôn. Rồi tiếp theo 17. Mã số 17 mấy anh ơi. 17. Tròn vòng luôn. Tròn luôn. Xin nhắc lại em này là 17 mấy anh ơi. 17. Rồi em cho thông số 17 luôn em ơi. Vành thăng cây 17 là được 20 luôn. Rồi 20 luôn. Rồi chiều cao của em luôn. Cao được 92 luôn. 92 chiều cao. Rồi. Mã số 17 này có giá là 1.900.000 luôn. Rồi ok, đổi luôn mấy anh ơi. Rồi tiếp theo em này. Lùng lực. Mã số 18. Búp măng không? Nè, búp măng không nổi đâu. Búp măng không nổi rồi. Rồi ok, 18. Em này là 18. Nói chung là giá hữu nghị mấy anh ơi, dễ chơi. Ok, rồi đo em ơi. Rồi, đọc lớn nha. Vành thăng là được 21 luôn. Rồi ok, cảm ơn. Cao là 28 luôn. Rồi, 28 luôn. Mã số 18 này có giá là 400 ngàn luôn. Rồi, 400, rồi đổi luôn. Rồi tiếp theo em này là mấy đây? 19 luôn. 19. Rồi tròn vòng 19 luôn.
chụp hình cây này. Rồi cho thông số em này luôn em ơi, 19. Để gần nữa. Cây đó. Cây giữa. Vành thăng là được 21 luôn. Rồi 21 mấy anh ơi, cao luôn. Cao là 1 mét. Cao 1 mét. Mã số 19 này có giá là 2.400.000. Rồi 2.400.000 đổi luôn mấy anh ơi. Rồi cảm ơn, đổi luôn. Cảm ơn nhiều luôn. Rồi tiếp theo em này. Mã số 20 luôn. Em này là 20 mấy anh ơi, 20. Mã số 20. Rồi mình cho thông số 20 em ơi. Hoành thăng là được 20 luôn. Rồi 20 cao. Cao là 57 luôn. 57 giá luôn em ơi. Mã số 20 giá là 500.000 luôn. 500.000 rồi đổi luôn. Rồi tiếp theo. Rồi khoan xoay nghe, khoan khoan. Đây cái mặt bông nó đây mấy nơi cũng nở rồi, còn nhiêu đây. Đó. Bông trăm, mự 100.000 không bằng mắt thấy ha, thực tế luôn ha mấy anh. Đây. Nói chung cũng tàn hết rồi đó. Rồi ok, xoay em ơi. Mã số mấy à? Mã số 21. Em này là 21 mấy anh ơi, 21. Mình bao phí ship luôn hay sao em? Dạ bao ship luôn anh ơi. Bao phí ship toàn quốc luôn mấy anh ơi. Số điện thoại của Nhân là 0939 198 843 nha cô chú. Rồi. Rồi cho anh xin cái thông số của em này luôn. Vành thăng là được 18 luôn. Rồi, tâm gián. Rồi 18 rồi chiều cao. Cao 1m 15 luôn. 1m 15. Mã số 21 có giá là 2 triệu chẳng luôn. Rồi em này là 2 triệu đồng mấy anh ơi, 2 triệu đồng. Rồi đổi luôn. Rồi tiếp theo máy đây. Mã số 22. 22. Mã số 22. Tròn vòng luôn em ơi, tròn vòng luôn. Mã số 22 mấy anh ơi, 22. Rồi, cho anh thông số luôn em ơi. Hoành thăng là được 22 luôn. Rồi, 22 luôn. Rồi, cao. Cao là 55 luôn. 55, rồi. Mã rồi. Số 22 có giá là 600.000 luôn. 600 mấy anh ơi, 600. Bao phí ship, rồi đổi luôn. Rồi, tiếp theo em này là mấy đây? 23 luôn. Em này là 23, rồi xin tròn vòng luôn. Mã số 23 mấy anh ơi. Tròn vòng luôn, tròn vòng luôn. Rồi em cho thông số của em này luôn, thông số luôn, 23. Rồi lớn lên. Hoành thăng là được 22 luôn. Rồi ok. Cao luôn em ơi. Cao là 64 luôn. Rồi 64. Mã số 23 này có giá là 2.600.000 luôn. 2.600.000 mấy nơi, đổi luôn mấy nơi. Cảm ơn nhiều, đổi luôn. Tiếp theo. Tiếp theo em này là 24. Mã số 24 mấy nơi, 24. Rồi ok, thông số luôn em ơi, thông số luôn. Hoành thăng là được 19 luôn. Rồi 19. Chiều cao. Cao là được 58 luôn. 58 rồi. Mã số 24 có giá là 300.000 luôn. 300 mấy anh ơi, 300 rồi đổi luôn. Rồi mã số 25. Em này là 25 mấy anh ơi, 25. Rồi chương trình mình phí ship miễn phí hay sao em ơi? Dạ bao ship toàn quốc luôn anh ơi. Rồi bao ship luôn, rồi cho thông số luôn. Hoành thăng là được 26 luôn. Rồi 26 mấy anh ơi, cao luôn. Cao là 1 mét chẳng luôn. Rồi ok. Đo cái cũ thử luôn. Cũ nó là được 49 luôn. 49, rồi giá luôn. Mã số 25 này giá là 2.900.000 luôn. Rồi 2.900.000 đổi luôn mấy anh ơi, đổi luôn. Cuối cùng nhất chủ kinh thiên. Rồi cuối cùng
Rồi chim luôn. Mã số cuối cùng là 26. 26. Rồi cho thông số luôn em ơi. Hoành thắng được 20 luôn. Rồi 20, cao. Cao 1m25 luôn. Rồi 1m25 giá luôn. Giá mã số 26 là 600.000 luôn. Em này là 600.000 mấy anh ơi, 600. Là cuối cùng cho em ơi. Dạ cuối, mảng số cuối luôn rồi. Rồi chào bà con luôn. Rồi xin chào tất cả các cô chú anh chị ha. Rồi. Rất cảm ơn các cô chú anh chị đã ủng hộ cho Nhân. Rồi. Rồi xin tất cả các cô chú anh chị ủng hộ cho Nhân tiếp ạ. Rồi tạm biệt em, về hẹn gặp lại luôn. Mến chào tạm biệt mấy anh ơi. Rồi tạm biệt. Rồi tạm biệt luôn, về hẹn gặp lại mấy anh ơi. Rồi tạm biệt.